À cái lướt đấy. Có cái phải tay. Dạ chào mừng các bác chị đã quay lại kênh Hoàn Toàn TV. Cũng như hôm nay em xuống chùa Chăm Ba thuộc xã Phú Tăng, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Em xuống đây cũng như là quay những thước phim về các anh vận động viên của ghe ngò tỉnh, ghe ngò của chùa Chăm Ba nha cô bác chị. Trong những năm vừa trước, ghe ngò chùa Chăm Ba cũng được đạt giải những thành tích tốt đẹp trong làng ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng. Liệu năm 2023 này thì Chăm Ba có cũng như lấy lại những thành tích thời hoàng kim của mình không cô bác chị? Kỳ tích có thể xảy đến chùa Chăm Ba không nha cô bác chị? Lúc đó thì em sẽ cập nhật gửi đến cô bác chị ha. Và em cũng xin chúc các anh vận động viên chùa Chăm Ba được bước vào lễ hội ống bóc năm 2023 được những thành tích cao tốt đẹp đem về cho chùa. Và em mời cô bác chị đồng hành cùng em vào bên trong để thưởng thức các anh tập vận như thế nào nhé. Dạ thưa cô bác chị, đây là cũng như một dàn lực lượng hùng hậu của chùa Chăm Ba ha cô bác chị. Trong những năm về trước thì ghe ngò chùa Chăm Ba cũng có những lượt thành tích rất là đáng nể trong làng ghe ngò tỉnh Sóc Trăng của bác trời. Và liệu rằng năm nay cũng như kỳ tích có thể đến với chùa Chăm Ba không? Thì lúc đó thì em sẽ gửi đến cô bác chị những thước phim hay ha. Đây là các anh vận động viên của ghe ngò chùa Chăm Ba. Đây là anh thổi còi của huấn luyện viên trưởng. Dạ đây là hiệp thứ nhất, cũng là con của bác anh chị cũng đến đây để cũng như là tập luyện cho ghe ngò của chùa Chăm Ba các bác chị. Trong những năm về trước thì chùa Chăm Ba cũng có những thành tích đáng nể trong làng ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng. Và liệu thành tích năm nay cũng như kỳ tích sẽ xuất hiện đến chùa Chăm Ba ha các bác chị. Cố gắng cũng chúc mừng các đội ghe ngò của chùa Chăm Ba cũng rất cố gắng để đạt được những thành tích cao trong lễ hội ống bóc năm 2023 được tổ chức sắp đây gần tháng 10 âm lịch hàng năm tại Sóc Trăng của bác chị. Rồi, đây cũng là nghỉ giải lao để cho các anh vận động viên tiếp theo năng lượng để tập vợt. Đây là khởi động nha cô bác chị. Đây là vận động viên của chùa Chăm Ba. Cũng chắc cái này cũng là lớp trẻ tắn lên cô bác chị. Bởi vì nó là che tàn thì măng mọc. Đây bắt đầu tiếp nha cô bác chị. Năm nay liệu Chăm Ba có được
lấy lại lịch sử thời Hoàng Kim hồi xưa không nghe cô bác chị. Rồi lúc đó em sẽ cập nhật gửi đến cô bác chị. Ghe Chầm Ba này cũng là có những thành tích đáng nể trong làng ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng trong những năm về trước. Đây là các vận động viên của chùa Chầm Ba tập luyện. Ngày này là ngày thứ hai. Cũng như trong làng ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng, chùa Chầm Ba này cũng có những thành tích đáng nể trong làng ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng. Và kỳ tích sẽ có thể xảy đến đến chùa Chầm Ba không cô bác chị? Những vận động viên rất là trẻ luôn cô bác chị. Hình như là có kèm một kinh nghiệm và một mới cô bác chị để cho những tay dầm rất là đều. Mưa, trời rất là nặng hột mưa luôn cô bác chị. Quá trời luôn cô bác chị, đây là sự tăng tốc. Đây là cũng như sự hướng dẫn là nước rút. Trời cũng rất là đổ hột mưa nhưng mà các anh vẫn tập rất là kiên trì để đạt được những thành tích cho làng ghe ngò của chùa Chầm Ba. Có thể là bà con cô bác tới đây cũng rất là đông, trời rất là đổ hạt mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ thưa cô bác chị, cũng bắt đầu tiếp tục nha, trời cũng đang rớt hột mưa rồi cô bác chị. Nhưng cũng như em vì khán giả, em sẽ quay những thước phim gửi đến cô bác chị ha. Đây là các vận động viên của chùa Chăm Ba thuộc huyện Châu Thành. Cô chủ ạ không có liên nhịp chứ. Cô chủ ạ không có liên nhịp chứ. Cô chủ ạ anh đang lực mình kia tệ lắm. Cô chủ ạ mới nóng à.